sốc, cá không đầu vẫn tung tăng bơi lội. Bạn có thể tin được không khi một con cá không đầu mất hẳn hai mắt và miệng vẫn tung tăng bơi lội? Đó là câu chuyện có thật với những hình ảnh được ghi lại tại miền Nam Trung Quốc, cụ thể là tại Thành Đô, Tứ Xuyên vào ngày 18 tháng 10 vừa qua. Đây là loài cá Channa Bacca với tên tiếng Việt là cá lóc hoàng đế. Mặc dù đã mất đầu, mất hẳn hai mắt và miệng, nhưng con cá vẫn bơi lội trong ao sâu. Theo chủ chiếc ao, con cá này đã đánh nhau với các con cá khác trong ao, khiến phần đầu bị thương và nhiễm trùng. Mặc dù không còn nhiều hy vọng, nhưng ông vẫn bắt con cá này ra một chiếc bể khác để xử lý vết thương. Điều kỳ diệu là sau 8 ngày, con cá mất đầu này có dấu hiệu hồi phục đáng kinh ngạc. Câu chuyện khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy tò mò, cũng như không biết rằng con cá này sẽ ăn mồi như thế nào. Được biết, cá lóc hoàng đế vốn là loài cá được dân chơi cá cảnh chú ý vì màu sắc đẹp. Đây là một loài cá cảnh có tính cách hung dữ, sống ở các vùng cận nhiệt đới. Chúng săn mồi vô cùng nhanh nhẹn và dũng mãnh. Hơn nữa, màu sắc và mức độ quý hiếm của nó khiến loài cá này trở thành một trong những loài cá đắt nhất thế giới, thậm chí có giá lên tới cả ngàn đô. Hầu hết một số dòng cá lóc phát triển đến chiều dài tối đa từ 30 đến 120cm. Quay trở lại với con cá kỳ lạ trên, việc nó sống sót được người chủ coi là điềm lành khi nó gần như đã vượt qua được tử thần trong gang tấc. Tuy nhiên, đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích tại sao con cá có thể sống sót kỳ diệu như vậy. Các bạn nghĩ sao về hiện tượng trên? Cùng comment chia sẻ với 8 bí ẩn cũng như tiếp tục ủng hộ kênh để khám phá những hiện tượng lạ lùng kỳ bí.